chén thì nơi đây sẽ là ở đây mình thấy cấp điểm của mình là 5 điểm nè. Hiện tại mình đang có mặt trên đường số 54 khu phố 4 phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Thì nơi đây là sẽ có rất là nhiều nhà trọ của công nhân thuộc công ty Bôi Chen nha. Thì tình hình chợ hiện nay đang rất là ế ẩm. Công nhân thì thất nghiệp rất là nhiều và bên cạnh đó thì không có các công ty không có tuyển nhân viên công nhân mới nên chợ bây giờ rất là thưa. Tình hình lúc này thì đang là 5 giờ chiều nhưng mà chợ thì rất là ế nha mọi người. Cho mọi người xem, hiện tại mình xin nhắc lại địa chỉ, đó là hiện tại mình đang đi trên con đường số 54 phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Cái nơi đây là có rất là nhiều công nhân và nhà trọ, có rất là nhiều nhà trọ. Ở phía trước đó là đường số 57C và đường giao nhau giữa đường số 54. Đây, mọi người xem tình hình chợ rất là ế. Ế ẩm rất là nhiều. Tình hình hiện tại thì mọi người thấy rồi, buôn bán rất là ế ẩm. Các anh chị tiểu thương nơi đây phải xách xe, phải chạy xe máy chạy đến những cái điểm nào mà có công nhân nhiều, hoặc là cái công ty nào mà đang tan ca về. Thì như chị phía trước đây, chị đi bán rau củ quả thì nơi nào có tan ca chị sẽ chạy như vậy để chúng ta có thể thấy được và mua. Đây phía trước đây cũng có một chị chạy xe máy rừng rau nhút. Đây là mình đang đứng ở hầm Tân Tạo. Ở đối diện của hầm Tân Tạo đó là khu công nghiệp Bôi Chen. Bây giờ là 17:22 chiều rồi, thì có rất là nhiều tiểu thương, những người bán rau rất là buồn rầu. Đây thì chẳng hạn cho họ chị cá đây nha. Đây tình hình chung. Đây mọi người đang chạy. Con đường này là phía bên đối diện của công ty Bôi Chen. Thì đường này có tên là đường Song Hành, đường Song Hành khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thường ngày thì con đường này sẽ có rất là nhộn nhịp, các tiểu thương, các người buôn bán rau củ quả, cá thịt, nhưng mà hôm nay thì rất là ế vắng. Con đường này thì nó hơi nhộn nhịp xíu, tại vì ở đây là các sạp buôn bán rau. Nhưng ở đây nửa ký tôm là 60.000. Còn theo thời gian đây chỉ ngồi 2 tiếng 15. Ở đây mọi người bán
mọi người không cần rao giá, chỉ cần ghi âm vào trong một cái loa hoặc là sẽ để các bảng giá. Đây có một mới về là 10.000 này. Bây giờ thì mình chỉ bắt gặp được những cái hình ảnh đó là những người bán hàng rong này, người ta sẽ xách xe, người ta sẽ chạy đến trên con đường quốc lộ 1A. Hiện tại thì mình đang ở quốc lộ 1A nha mọi người. Thì mình tập trung vào người bắt xe. Ở trên dọc con đường này mình sẽ bắt gặp bán rất là nhiều. Bán ở trên con đường quốc lộ 1A. Đây là đặc sản của chợ công nhân khu công nghiệp Bon Chen, đó là chen nhau mà rau nha mọi người. Tình hình thời tiết chiều nay thì cũng hơi xấu. Xoài keo 1.2kg. Cái cô này có bồ tàu nè, cũng ngồi ngồi đứng tiền thấy thảm. Hớt mật nghe chụp kìa một cái, bao hộp chỗ luôn. Bao thơm bao. Hộp sữa 35.000kg, 3kg. Một hộp lông em ơi, chắc tao hộp 20.000 nữa ký. Chua đủ 9 cây 15.000 ký. Một hộp lông em ơi, chắc tao hộp.